Thầy nhắc một vài cái việc nhỏ trước khi giảng. Cái thứ nhất là khi mà quý vị lên chùa lễ Phật thì trên cái nguyên tắc là chúng ta phải đi ngay hàng, và mắt thì chúng ta chỉ ngó xuống chứ không được ngó hai bên, mà cũng không được ngó lên cao lắm. Tay thì thường chắp đằng trước, đúng ngay giữa cái lồng ngực của chúng ta, và chắp theo hình cánh sen. Thì đạo tràng Pháp Hoa là lấy cái ngón tay trái mà đậy lên ngón tay phải, để tiêu biểu cho cái hạnh của Bồ Tát là nội bí mà ngoại hiện. Ở bên trong thì chúng ta ngầm tu cái hạnh Bồ Tát, mà bên ngoài đó thì ta tùy thuận với chúng sanh. Người ta nghĩ tới gì, người ta làm cái gì nữa, thì mình làm như vậy để nó khỏi có bị chống lại, khỏi có bị người ta chỉ trích, người ta nói mình. Cho nên bên ngoài thì người ta sao thì mình vậy, nhưng mà ở bên trong thì mình tu hạnh Bồ Tát. Cho nên nói cách khác là giấu đi cái tốt của mình, cái tu của mình. Nên một số các Phật tử mà bây giờ nếu mình muốn khuyên người ta tu, mình biểu người ta ăn chay, hay là mình ăn chay mà mình ăn rất là kỹ, thì cái lời khuyên của mình đôi khi cũng có hiệu quả mà trở lại chống lại. Tại người ta thấy mình ăn chay mà mình mét, mình xanh, mình bệnh, mình... thì tự nhiên người ta có ấn tượng ăn chay là hỏng rồi. Cho nên người ta nghĩ rằng mình sai rồi, mình lời khuyên của mình phản tác dụng. Cho nên khi mà thầy đi sang các nước Nam Tông, thầy các nhà sư người ta ăn bình thường, ta ăn bình thường, nhưng mà người ta biết đó là thầy ăn chay, cho nên người ta cũng tìm cho mình một chai nước tương, hay là một hũ trao, hoặc là một trái dưa chuột, hay là một cái gì đó đó để cho mình ăn. Thì thầy mới nói là các thầy không có bận tâm, đừng bận tâm, tôi thì ăn cái gì cũng được, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được. Tại Đức Phật mình không có cấm ăn chay, không cấm ăn mặn nhé. Cho nên khi mà thầy nói như vậy đó, thì mấy hòa thượng Nam Tông họ rất hoan hỷ với thầy. Còn có những người đó thì mình ăn chay nhưng mà mình hay chỉ trích người khác đó, thì làm cho người ta bất mãn, người ta khó chịu. Và nhất là các Phật tử của mình đi tới các chùa Nam Tông mà thấy các thầy Nam Tông người ta ăn mặn á, mà mình nói á, cái này hại vô cùng, tức là gây cái sự chia rẽ này. Mà ở bên Nam Tông người ta nghĩ là cái người cư sĩ đó, người Phật tử đó, thì không được quyền nói các nhà sư, tại mình nói á, mình có lỗi. Cái tội đó, cái tội mà phá tăng, phá pháp đó, thì người ta coi như tội nặng nhất. Cho nên đó là chuyện sai lầm lớn mà trên bước đường tu của mình đó, mình phải trả cái giá. Cho nên cái chuyện mà của mình tu đó là ở bên trong của mình, còn ở bên ngoài thì ai muốn nghĩ sao nghĩ, muốn nói sao nghĩ, nói. Nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo nó biểu là khi mình đi vào làng á, khất thực á, thì cái điều quan trọng nhất là đừng làm chống trái việc của người, đừng có thấy khác hơn người, đừng có nói khác hơn người, và đừng có làm khác hơn người. Khác hơn ta tức là chống ta gì nữa. Cho nên mình đi vô làng mình khất thực, mình đi xin ăn mà mình nói người ta đây, nói người ta thế kia, thì ai nghe, ai chấp nhận mình.
Cho nên người tu nó cần phải lưu ý cái chỗ đó một chút thì mình mới được an lạc, mới được giải thoát. Cho nên Đức Phật bảo là mình nghe mà như không nghe, mình thấy mà như không thấy, tuyệt đối mình không có nói. Biết là thôi. Biết để làm gì? Để biết cái nghiệp của chúng sanh. Biết cái nghiệp của chúng sanh, mà biết cái nghiệp của họ để chi? Mình đừng có động vào cái nghiệp của họ. Cái quan trọng nhất là động vào cái nghiệp của người ta thì cái này sống chết với mình. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, là cái vết thương thiệt ra là không tốt, nhưng mà ta động vô nó đau chứ. Cái nghiệp của họ cái đó là xấu, mà mình muốn sửa cho họ, mình muốn chữa cho họ, nhưng mà làm cho họ đau, nhiều khi họ nổi nóng. Cho nên trên bước đường tu đó thì chúng ta cẩn thận. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta nên là tuyệt đối là tập cái hạnh làm thinh như Đức Phật dạy, hay là có nói thì nói rất là ít, khi mà cần lắm mới nói. Thì cái khi mà chúng ta đi lên, nhất là chúng ta đi lên cầu thang, thì thầy thấy có một số các vị Phật tử, mà nhất là các vị lớn tuổi một chút, thì rất là thành kính chắp tay đi. Cái này thì tốt thiệt, nhưng mà rất nguy hiểm. Tức là chúng ta dựng trên cái thành cầu thang á, để ta đi cho nó an toàn, nhìn xuống từng bậc cấp ta đi, đi lên hay đi xuống, để cho nó an toàn trong lúc mà chúng ta tu. Đây là cái chuyện bình thường, chứ mình không làm khác hơn người khác. Còn nếu mà chấp tay thôi, chấp một tay thôi, còn tay dịnh đi được. Người thì không chấp tay nào hết, dầu đi bình thường, mà người thì luôn luôn cung kính. Thì như vậy là trong đạo tràng chúng ta nó không thanh tịnh. Vì vậy cho nên tất cả các vị cái khi mà lên chùa lễ Phật thì cứ giữ cái nguyên tắc mà chúng ta tập để trở thành ta quen đi, tập đi thành hàng thẳng như thế này, nối đuôi nhau mà đi, không cách quá xa mà không cách quá gần. Và thông thường chúng ta chắp tay đi. Thì tất cả các anh em trật tự đó nhìn thấy, nếu quý vị nào chưa chắp tay thì nhắc ta để ta. Tại những người mới thì không quen, tại mình sống tự do quen rồi, cho nên giờ ép vô cái khuôn thì nó hơi khó chịu. Nhưng mà khi mình ở trong cái khuôn quen rồi đó, thì cái trường hợp cái này nó trở thành dễ chịu cho mình hơn. Đó là cái thứ nhất mà thầy muốn nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta nó cần phải để tâm tu. Cái việc thứ hai nữa là lâu nay thầy cũng nhắc, nhưng mà bây giờ cần nói lại, là khi mà mình đi tu thì cái trường hợp này đó là mình không được đem đồ quý giá theo, tiền bạc giày dép, để cho những người khác nó động lòng tham á, thì cũng không tốt. Mà mình mất đi mình sanh buồn á, thì cũng không tốt. Tại trước đây có một khoảng thời gian mà mình giữ được rất là tốt á, thì những người gian, những người ăn trộm á, là nói với nhau tới chùa Huệ Nghiêm á, thì không có đôi giày nào tốt để lấy hết. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà các Phật tử chúng ta nên biết. Nên Đức Phật dạy mình khi mà mình tu thì ác ma cũng vậy. Thì thực tế nhất là kẻ xấu, nó nghĩ nó rình, nó muốn lấy cái của báo của mình mà mình giấu kỹ hết rồi, không có, không có cái gì để lấy hết thì mình thấy yên ổn hơn. Rồi nó không có gì lấy được hết thì nó bỏ đi. Tại vì ác ma thì luôn luôn phải kiếm chỗ nhé, hoạt động. Những người ăn cắp ăn trộm thì phải kiếm chỗ để hoạt động. Mà đây vô đây đi một vòng không thấy cái gì để mà lấy hết thì cái trường hợp lấy sao?
Ban đầu có một số người nè vô, muốn vô trong này mình để mà ăn cắp ăn trộm ấy. Thì cái trường hợp đó rồi nó cũng mua một cái áo tràng, rồi cũng tìm cách để thọ pháp y, cũng vô ngồi cẩn thận để tìm cách rạch áo người ta. Cũng có một số Phật tử mình bị rạch áo này, mà hôm đang dược sư đã có rồi. Thì cái này đó là tại vì họ thấy được, họ thấy được đó, là những người mà ở dưới nhà quê đi lên đó, thì có thể nói là lần đầu thôi, tay lần đầu, cho nên mình không để ý vì vậy đó. Mà họ thấy trong cái tay áo này, họ thấy có một cái điện thoại mà đắt tiền trong đó, họ thấy có một cái bóp mà đắt tiền trong đó, thấy nó cộm cộm ra nữa, thì họ sẵn ngồi kế bên vậy đó. Tất cả mọi người đang tụng kinh hay là đang nghe pháp, đang tập trung, thì họ cắt nhẹ đi, họ lấy đó. Có người mất điện thoại, có người mất tiền đó. Thì cái trường hợp này có, cho nên là chúng ta cẩn thận. Họ vô đây đó, họ ngồi bên cạnh chúng ta nữa, mà họ chịu cực họ ngồi ở đây đó, tại mình bắt yên lặng hết. Nhưng mà những người ăn trộm ăn cắp thì ngồi yên không được, những người xì ke đó thì không ngồi đây được, những người xấu là những người mà họ không thể ngồi yên được. Cho nên cái bắt buộc chúng ta ngồi yên như thế này thì những người đó họ không thể tham gia được, không thể chịu đựng lâu được, lỡ một lần thôi lần sau họ không dám vô nữa. Thì cái đạo tràng chúng ta nó yên để mà chúng ta tu. Đó là thầy nhắc cho các vị đó, hai cái điều này. Bây giờ đó, trở lại cái bài học chính của chúng ta hôm nay đó, là đạo tràng chúng ta đây đó, gọi là đạo tràng Pháp Hoa. Đạo tràng Pháp Hoa có nghĩa là ta tu theo tinh thần của kinh Pháp Hoa mà Đức Phật dạy ta. Thì trường hợp đó những người khác, người ta có người ta gọi là tôi tu thiền, có người khác nữa là nó tu tịnh độ, có người khác là nó tôi tu theo Nam Tông, có người khác nữa họ nói tôi chuyên trì chú. Thì thôi, ai muốn tu cái gì đó thì tu. Còn đạo tràng mình đây, mình tu Pháp Hoa, cho nên mình phải đi theo cái tinh thần của kinh Pháp Hoa. Mà thầy là bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu rồi thực hành ở trong cuộc sống của mình, cho nên có gặt hái được một số những cái kết quả mà thầy muốn là chia sẻ với quý vị là chỗ đó. Tại thầy muốn ai cũng được kết quả như mình. Nói như vậy đó có nghĩa là năm nay thầy đã bắt đầu qua cái tuổi 80 rồi thì mới nói được. Cái điều thứ nhất thì ai cũng biết, tức là thầy xuất thân từ trong gia đình nghèo và ở cái vùng chiến tranh, tức là sanh ra trong thời thực dân Pháp và lớn lên trong thời chiến tranh, và truyền bá kinh Pháp Hoa trong thời xã hội chủ nghĩa. Ba cái thời kỳ này phải nói là ba thời kỳ mà nó khó khăn nhất mà vượt qua được. Cho đến năm nay đó thì được 80 tuổi đó thì thầy nói được này. Chứ còn không đó thì chết mất rồi thì không nói được. Nên giờ này đó thì có thể nói được đó là thầy chuyên tu Pháp Hoa. Hỏi tại sao được như vậy, thầy đã nhờ tu theo kinh Pháp Hoa. Thì chia sẻ với quý vị cái đó. Thì ở trong kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, nó có hai cửa để đi vào đạo. Cái cửa thứ nhất đó, ta gọi đó là cái cửa chân thật. Mà ai đi vào được cửa này đó, thì thành Phật thôi. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân gọi đây là bổn môn.
bổn môn tức là cái cửa đó mà không có cửa, hay là cái cửa đó mà nó mở ngược vô tâm mình đó. Cho nên người ta tu ta phát hiện ra được cái cửa tâm của mình nó bị đóng kín lại, mà mình mở cái cửa ra phía ngoài. Cho nên mình chỉ tiếp nhận trần lao, nghiệp chướng và phiền não để trôi lăn ở trong sáu nẻo luân hồi. Khi thì làm trời, khi thì làm người, khi thì ở trong địa ngục. Tại mình mở cái cửa bên ngoài. Cái cửa ra bên ngoài này nó gọi là phiền não, trần lao và nghiệp chướng. Nếu mở cánh cửa này ra nữa thì đời là một biển khổ. Cái cửa mở ngược vô trong, ở trong này bị đóng kín. Cho nên ít có ai đó mà lại mở ngược đi vào trong. Mà chúng ta có cái mắt để nhìn ra ngoài, có cái tâm để suy nghĩ việc đời, cho nên ta cứ chạy theo cái dòng đời. Hết cái khổ này tới khổ khác. Đó là con người chúng ta đi. Mở được cái cửa đi vô thì cái này ít có. Tại vì không ai mở được cánh cửa này. Hay nói một cách khác đi đó, là khi nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa, Thầy nói là chỉ có Đức Phật Thích Ca mở được cánh cửa tâm này. Tại sao nói như vậy? Là khi mà Ngài ngồi Bồ Đề Đạo Tràng á, thì lúc bây giờ đó, cái cánh cửa bên ngoài này đóng kín, nên gọi là Ngài đi vào thiền định. Cho nên cái cánh cửa bên ngoài này đóng kín thì Ngài mở được cánh cửa bên trong. Mở cánh cửa bên trong á, thì bây giờ nữa cái chân tâm Ngài hiện ra. Cái chân tâm Ngài hiện ra mà bảo rằng đây Ngài chứng được tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lâu tấn minh. Ta đã chứng được cái tam minh này nữa. Cái này từ đâu có? Từ ở trong chân tâm. Đức Phật nói cái này có sẵn, nhưng mà tại vì mình không biết, không thấy, không sử dụng, cho nên từ cái chỗ đó mà mình khổ. Nên trong suốt một đời thuyết pháp Đức Phật ấy, thì lúc bây giờ Đức Phật phải dùng cái phương tiện để mà chỉ cho chúng ta, chỉ cho chúng ta để thấy cái việc này chứ. Nhưng mà chỉ thì chỉ, mà cái người thấy được thì rất ít, mà lại cái người làm theo là ít nữa. Cho nên Đức Phật chỉ cái gì? Cho nên đầu tiên là Đức Phật chỉ cho chúng ta đó, là cái hạt châu trong chéo áo là Kinh Pháp Hoa đó. Tức là ở trong cái thân này đó, cái thân tứ đại ngũ uẩn này đó, nó có một cái viên minh châu ở bên trong đó. Cái đó rất là quý giá, nhưng mà nó bị năm thứ ngăn che, gọi là ngũ uẩn ngăn che. Cho nên cái viên ngọc này nằm ở trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này mà chúng ta không phát hiện được, cho nên chúng ta đau khổ thôi. Cái cốt lõi của kinh đó, của Đức Phật chứng là chỗ đó đó. Thầy muốn chỉ cho ta cái này nữa. Nhưng mà chúng ta không thể nào nghe được, không thể nào biết được. Không thể nào biết được là cái hạt châu đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà trong cái Kinh Pháp Hoa, cuối kinh là Phẩm Phổ Hiền, thì Ngài Phổ Hiền hỏi Đức Phật làm sao có Kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói phải có trồng căn lành ở trong quá khứ cả. Tức là người mà có trồng căn lành ở trong quá khứ thì cái người đó sẽ có Kinh Pháp Hoa. Ta đã có trồng căn lành ở trong quá khứ thì Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới mang Kinh Pháp Hoa tới cho ta. Cho nên nó chỉ có Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đó, thì mới mang cái này tới cho ta được thôi. Còn trên này không ai cho chúng ta được, không ai mang tới cho ta được hết. Cho nên người có căn lành
Thì hỏi cái người có căn lành đó là sao? Thì trong Kinh Pháp Hoa trở lại cái chỗ phẩm thí dụ này của Đức Phật, tức là ta có trồng căn lành ở một Đức Phật nào đó trong quá khứ, hay là chúng ta có trồng căn lành ở Đức Phật Thích Ca rồi, cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy Đức Phật này đó, thì tự nhiên căn lành chúng ta bộc phát. Còn chúng ta trồng căn lành ở trong quá khứ có rồi, nhưng mà sanh trên cuộc đời này để chúng ta không gặp Đức Phật ra đời đó. Mà có căn lành rồi thì căn lành có bộc phát không? Tức là có căn lành rồi thì căn lành vẫn bộc phát. Cho nên cái khi mà biết cái người có căn lành hay cái người chưa có căn lành, chỗ này quan trọng. Nên thầy tự khẳng định là thầy có căn lành, có trồng căn lành ở Đức Phật ở trong quá khứ rồi. Cho nên ở trong cái đời này sanh ra, tự nhiên thầy có cái ý niệm đi tìm Phật. Cái ý niệm đi tìm Phật mới đi tu chứ. Thành cái ý niệm đi tìm Phật, nhưng mà đi tìm, đi hết chùa này tới chùa kia mà không bao giờ thấy Phật. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Tại vì chúng ta đi tìm Phật nó khác với đi tìm chùa, phải không? Thầy nói chùa thì ở đâu cũng có chùa, mà Phật thì đâu cũng có Phật. Nhưng mà thiệt ra ông Phật mà chúng ta muốn tìm thì cái trường hợp này rất là khó. Cho nên phải nhờ tới Bồ Tát Đại Trang Nghiêm. Đây là cái điểm quan trọng nhất, kinh nghiệm thầy thấy thế. Thành ra cụ Quỳnh Tấn Phát trước đây khi còn sống, thành ra cụ mới chia sẻ với thầy, cụ nói một câu rất là dễ thương. Đi làm cách mạng thì cái trường hợp đó nó, trước cái sống với cái chết này, nhưng mà khi nghĩ rằng mình không sống nữa đó, thì sau lúc đó cái chùa Vĩnh Tràng hiện ra. Tại sao vậy? Cụ nói với thầy nữa là tại vì hồi nhỏ đó là mẹ cụ đó là có đưa tới cái chùa Vĩnh Tràng này đó quy y. Có quy y ở chùa Vĩnh Tràng thôi, cái này thầy nói là kết duyên. Rồi lớn lên đó, là đi học. Mà đi học là đi học trường Tây. Thầy nói cụ làm kiến trúc sư nhé. Ta nên đi học, học trường Tây, tốt nghiệp xong rồi đó là về là tham gia cách mạng, suốt một đời để làm cách mạng. Nhưng mà ông Phật ở trong lòng nó không mất. Cái khi mà khó khăn nhất, nguy hiểm nhất đó, thì Đức Phật hiện ra để cứu chúng ta. Cho nên chỗ này đó là trên bước đường tu, những người có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi đó, thì Kinh Dược Sư mới dạy chúng ta. Cái khi mà chúng ta chết á, khi mà chúng ta chết á, có thể là bị đọa vào địa ngục. Nhưng mà ở trong địa ngục á, khổ đau đó, cùng cực của khổ đau đó, mà lúc đó ta nhớ tới Phật, hay là ta nghe tới danh hiệu Phật một cái đó, thì tự nhiên chúng ta liền thoát được cái khổ của địa ngục mà chúng ta sanh trở lại. Thành ra tới đó, đó khi mà cùng cực của khổ đau nó tưởng chừng như là không sống được đó, mà cái người có trồng căn lành rồi đó, thì lúc bây giờ mới nghe được, mới nghe được đó, ai đó niệm Nam Mô Dược Sư Phật, Dược Sư Phật thôi, thì cũng sẽ được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát. Tức là chúng ta sẽ thấy được một ở trong bảy vị Bồ Tát này đó. Thì cái trường hợp này đó là nương theo các vị này để mà ta ra khỏi khỏi địa ngục. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, cái tu hành kết duyên thôi mà ta được đó. Mà khi chúng ta ra khỏi địa ngục rồi đó,
Mà Đức Phật dạy chúng ta trong kinh Địa Tạng đó, hãy nhớ trở lại cái khổ trong địa ngục đó, thì chúng ta lại nỗ lực tu hơn nữa. Hồi nãy mình mới nghe niệm Phật thôi, mình mới đi chùa có một lần thôi, nhưng bây giờ đó thì mình siêng năng đi chùa, mình siêng năng niệm Phật đó, để đưa Phật vào lòng mình nhiều hơn. Thì cái này là trên bước đường tu chúng ta đó. Thì nếu ai mà làm được như vậy đó, thì đương nhiên đó, từng bước chúng ta có tiến bộ ở trên cái cuộc sống đó. Cái tu chúng ta là cái chính cho nó. Tại nên ở trong địa ngục thì phát được tâm Bồ Đề, ra khỏi địa ngục thì nhớ cái khổ của địa ngục đó, mà phát triển cái tâm Bồ Đề mình lên, nỗ lực tu hơn. Tại năm 1963 đó là khi mà thầy bị bắt bỏ tù thì thầy mới nghĩ, bây giờ ở trong tù mình muốn tụng kinh cũng không được, mình muốn lại Phật cũng được đó. Thầy nghĩ là phải ở trên chùa mới lại Phật được nhé, phải có kinh mới tụng được. Cho nên nếu khi mà thả ra được một cái là thôi bây giờ sướng quá rồi, phải không? Thành ra lo tụng kinh, lo tụng kinh, lo lại Phật đó. Cho nên ra khỏi địa ngục rồi á thì lại nỗ lực tu hơn nữa, thì như vậy đi lên được. Còn những người bạn của thầy đó là khi ra khỏi địa ngục một cái đó thì sung sướng quá, quên mất cái này, quên mất cái khổ trong địa ngục. Rồi đó lại không siêng tu thì lại nhào trở vô nữa. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này là quan trọng nhất. Dầu hiện giờ để chúng ta được an lành, không có chiến tranh, không có tù tội, không bị quan trái nữa, nhưng cái điều kiện tu này chúng ta tốt quá mà chúng ta không tu, thì chờ tới hồi khổ muốn tu tốn đâu hết. 50 năm về trước mà muốn có một cái giảng đường như thế này, nghe giảng không ai giảng cho mình hết. Muốn có một cái chùa mà đúng nghĩa để mà chúng ta tu cũng không có nữa. Kinh nghiệm thầy thấy như vậy đó. Cho nên bây giờ để mình có chùa, có nghe pháp được, thì cố gắng để đem vào trong lòng mình, để chuẩn bị cho mình mà trong cái kiếp này không thành Phật được thì mình cũng được về Phật, mà chưa được về Phật có tái sanh chỗ nào đó thì cái chỗ đó cũng có Phật, Phật pháp. Cái sợ nhất đó là mình tái sanh vô trong cái vùng chiến tranh, tái sanh vô trong một cái vùng mà không có Phật giáo. Thầy nói bây giờ mình sanh qua Trung Đông nữa, sanh qua Syria hay là sanh qua Iraq đó, thì cái trường hợp này đó, nguy hiểm vô cùng. Muốn tu ở này cũng không tu được. Đó là cái điểm mà quan trọng nhất mà các Phật tử. Cho nên mình bây giờ được cái may mắn như thế này đó, thì mình nỗ lực mình tu, nỗ lực mình tu để mình chuẩn bị sau này đó mình sẽ không vào địa ngục nữa. Nói rõ ra đó là thầy cố gắng tu để sau này thầy không sanh vào trong một cái nước bị nô lệ, thầy sẽ không sanh vào trong một cái giai đoạn có chiến tranh nữa, mà sanh ở bất cứ chỗ nào nữa cũng được gặp Phật pháp. Thầy gặp Phật pháp thì mình mới tu được. Gặp Phật pháp có nghĩa là gặp được thầy hiền bạn tốt, gặp được những người tu đắc đạo, thì lúc bây giờ mình mới phát tâm mình tu. Còn gặp được Phật pháp đó, nhưng mà lại gặp mấy ông thầy không có thực tu, phải không? Thành ra đôi khi làm cho mình chán nản, làm cho mình lại thoái tâm. Cái đây quan trọng nhất. Thành ra khi Phật giáo suy đồi đó, thì không phải là không có chùa, không phải là không có sư, nhưng mà chùa cái thời kỳ đó và sư trong cái thời kỳ đó đó, thì cái trường hợp đó không tu và không đắc đạo, cho nên nó không làm cho mình phát tâm được, mà làm cho mình bất mãn. Cho nên ở bên Trung Quốc đó, quý vị biết đó, là đường Thái Tông, đường Cao Tông đó, là hai ông vua này hết lòng mộ đạo. Cho nên hết lòng mộ đạo, nhưng mà tới đường Võ Tông đó, thì ông này là diệt Phật giáo đó. Ông này là chủ trương phá chùa, ta đã đốt chùa phá tượng là Võ Tông. Ông vua này đã bảo rằng nếu mà
đốt chùa, phá tượng, đuổi sư mà có đọa địa ngục thì nó ta cũng làm. Quý vị thấy không? Thời đó đâu phải thời không có sư. Thời đó là chùa nhiều, sư đăng, nhưng mà cái người tu đắc đạo không có, mà người ăn hại nhiều. Cho nên là lúc bây giờ nữa, ông vua này nữa, ông cần tiền bạc. Tôi nói cần tiền bạc, cần đất đai. Mà các ông vua trước này nữa là hiến đất cho chùa nhiều quá, cho nên chùa giàu có quá. Khi mà chùa giàu có rồi đó thì các sư ít chịu tu hành, mà phần nhiều lo hưởng thụ. Cho nên cái ông vua cháu này nó lại mới khởi lên cái tâm ác. Cho nên nhiều khi hiểu Phật giáo nhưng mà lại là đàn áp Phật giáo là chỗ này. Đó, cho nên ta sanh ra trong cái thời kỳ mà pháp nạn, có nghĩa là thời kỳ pháp nạn. Vì vậy đó mà ta mong sanh ra được bất cứ chỗ nào là phải được gặp Phật thôi. Đương nhiên về cực lạc lên niết bàn á, thì chuyện này mục tiêu chúng ta phấn đấu lên được thì tốt. Nhưng mà chưa lên được á, thì ta sanh chỗ nào ta cũng được gặp Phật. Đó là cái nguyện của chúng ta đó, chúng ta tu hành. Thì bây giờ đó, cái cánh cửa mà mở vào lòng á, thì cái này đó, chỉ có Đức Phật Thích Ca là người mở được cánh cửa này, cho nên Ngài thành Phật. Thời gian Ngài tu đâu có nhiều. Đức Phật Thích Ca tu không có lâu như chúng ta đâu. Thành ra Thầy thì tu đến năm nay, Thầy nhớ là được 68 năm rồi đó. Còn Đức Phật Thích Ca chỉ tu có 6 năm phải không? Thành ra Đức Phật Thích Ca tu có 6 năm thành Phật. Nhưng mà Ngài tu có 6 năm Ngài thành Phật, Thầy tu 68 năm Thầy không thành Phật. Tại sao vậy? Phải thấy cái chỗ này, thấy con người thực của mình đấy. Thì từ cái chỗ thấy con người thực của mình đây đó, thì mình tu mới có kết quả. Còn mình không thấy con người thực mình đó, nhiều người nghĩ rằng Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, thì các ngươi tu cũng thành Phật chứ. Nhưng mà tại sao mình không thành? Thì coi lại thân phận mình. Cho nên khi mà Thầy gặp một vị thiền sư khai ngộ đó, thì cái vị thiền sư này nói một lời đó, mà Thầy nói có cái cảm giác như một gáo nước lạnh tạt vô mặt mình. Mình tới mình hỏi đạo, tới hỏi đạo, thế nên ông trả lời một câu mà quý vị nghĩ này. Mình tới mình quỳ xuống mình thưa đàng hoàng, thì ông lấy chân ông hất mình cái, ông đồ mất dạy, tức không? Đây nên cẩn thận. Cái thùng phân biết đi, tức không? Mình có người chứ, mà ông chỉ mình, ông nói mình là cái thùng phân biết đi, mình nghĩ sao, chịu nổi không? Tiếp tục học hay là không học? Nên học hay nên bỏ đi đấy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thì bây giờ mình nhìn kỹ lại mình, coi có phải là một cái đứa bé mất dạy thiệt không? Mà thường thường những người mất dạy đó, thì thường thường những người đó cứ nghĩ rằng mình là người tốt, chứ không bao giờ nghĩ mình là người mất dạy đâu. Tại mình người tốt, mình đi tu, mình học thiệt, chứ đâu phải là mình ăn trộm ăn cắp gì, mình lừa gạt gì đâu mà nói mình mất dạy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Phải tự coi lại. Thế nên tự coi lại mình. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Nhưng mà nhờ một cái câu nói nặng như vậy đó, nhưng mà Thầy suy nghĩ nhiều về cái câu nói này của Ngài. Đồ mất dạy, cái thùng phẫn biết đi. Đây trở thành những cái đề tài để Thầy suy nghĩ trên bước đường tu. Thành ra học Kinh Pháp Hoa là học cái này. Thành ra Kinh Pháp Hoa là biểu cái thân mình là như hoa sen, phải không? Cái thân mình là như hoa sen.
mà cái tâm mình á, là như là viên ngọc sáng. Đây chúng ta học Kinh Pháp Hoa, tu theo Kinh Pháp Hoa là cái này. Mà tới mình hỏi Kinh Pháp Hoa, mình nhờ dạy Kinh Pháp Hoa đó, thì họ nói mình đồ mất dạy này, này phải. Tại mất dạy gì, thiệt ra mình là cái thùng phân biết đi. Nhưng mà về đó suy nghĩ kỹ, suy nghĩ lại lần lần đó, phát hiện ra được thiệt là cái thùng phân biết đi thiệt. Tại ai thấy được cái chỗ này thì tu được. Nên bữa trước giảng ở trên chùa Việt Nam Quốc Tự đó, thầy có nói cái ý này cho các Phật tử nghe nữa. Thế nên tại sao nếu là không phải là cái thùng phân á, thì tại sao chúng ta lại có một dãy nhà vệ sinh ngoài kia, phải không? Cái dãy đó để dành gì? Để mấy cái thùng phân này đem đổ vô đó, phải không? Đây, đây là mỗi một con người chúng ta là một cái đại gia và đựng đồ ô uế trong này. Cái này nên nhớ cho này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là muốn đựng của báo thì phải xúc bình cho thật sạch. Cho nên làm sao mà chúng ta không phải làm cái đại gia và đựng đồ ô uế nữa, chúng ta không phải làm thùng phân biết đi nữa, thì lúc bây giờ này chúng ta mới có thể học được Phật Pháp. Đây là trên bước định tu. Cho nên từ chỗ này nữa mà thầy mới thấy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đó mới dạy chúng ta phải sám hối cho hết tội căn, tức là phải tẩy cho sạch hết cái thùng phân này đi. Cho nên thùng phân này nó gồm có gì? Thân ô uế và tâm ô uế này. Các vị nên nghĩ xem, cái thân chúng ta ô uế và cái tâm chúng ta ô uế. Nếu cái thân này mà ô uế tới mức độ cao đó là gì? Tức là ở trong miệng chúng ta cũng ra mùi hôi, trong thân chúng ta cũng ra mùi hôi. Mà Đức Phật nói đó, người nào mà trong người tiết ra cái mùi hôi đó, thì người đó sắp đọa, phải không? Cho nên ta đọa đâu còn gì nữa, ta biết nhé. Cho nên trên bước đường tu, cho nên nếu mà ta có mồ hôi khó chịu á, thì ta ráng lại Phật lại cho đến khi nào mà không có ra mồ hôi nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu của ta. Cái cải tạo này là rất quan trọng. Tại vì cái người mà mồ hôi nặng quá, thân của họ hôi quá, cái người này chứng tỏ rằng cái thân này là bệnh hoạn quá. Ông thầy thuốc mà ông cũng nói cái này, ông thầy thuốc chữa cái thân bệnh của ta mình. Người này hôi quá, phải không? Cái mồ hôi hôi quá. Cho nên cái miệng chúng ta thở ra mồ hôi là gì? Có thể người này bị phổi sao đó, bị răng miệng sao đó mới có cái này chứ, bệnh mà. Thật mà từ bệnh này là trong cái thân tứ đại này mà ra này. Còn ở trong cái ngũ quẩn đó, thọ tưởng hành thức chúng ta về tâm đó, thì nói tâm ta gì, thân ô uế rồi tâm cũng ô uế nữa. Thành ra tham sân si ở trong nhà, tức là đủ thứ chuyện hết. Cho nên ai chọc tới một cái nó bung lên liền. Thưa quý vị nhớ thầy nói vậy này, khi nào ai có nói mình mất dạy mình suy nghĩ lại, không? Đừng nổi nóng. Mà nổi nóng thì mất dạy thiệt đó, không? Đây là trên bước. Đó là trên bước đường tu. Mà suy nghĩ kỹ trở lại nữa là mình sẽ thấy mình con người. Con người mình như thế mà mình muốn làm Phật thì cái chuyện này không thấy được. Con người như thế mà muốn học thiền thì không thể được này. Lo mà tẩy cái thùng phân anh trước đi, phải không? Cái chuyện này chuyện chính. Ngày nay ta học thiền thì quý vị thấy mấy thầy thường hay dạy ngồi kiểu này, ngồi kiểu kia, ngồi kiểu nọ, phải làm cái này làm cái kia. Thì cái này một số các cái công thức thôi, một số các công thức thôi. Còn cái thực chất của nó là thế này.
Cho nên trên bước đường tu, cái quan trọng nhất chúng ta phải thấy. Thì bây giờ nhận ra được đó, mình là cái độ mất dạy là tại chỗ này. Cái khả năng mình, cái trình độ mình thế này mà muốn làm Phật cái chuyện này tham quá lắm rồi. Cho nên tự hạ xuống, thấy thiệt cái tư cách của mình như thế đó thì chỉ được như thế này thôi. Thiền sư không bao giờ dạy mình đâu. Tại có dạy mình học cũng được. Thì Đức Phật đã nói khi Ngài thành Phật rồi đó, thì Ngài nghĩ rằng cái hiểu biết của mình đó, đem ra dạy không ai nghe được hết, cho nên Ngài không dạy. Ngài nói ai cũng có thể thành Phật được hết, nhưng mà dạy cách thành Phật đó, Ngài không dạy. Mà Ngài mở cái cánh cửa phương tiện ra, Ngài dạy cho mình tu cái phương tiện thôi. Cái cánh cửa phương tiện này là gì? Tức là tẩy trừ cái thân ô uế và cái tâm ô uế này. Cái thân ô uế này là cái thân bệnh hoạn, cái tâm ô uế này là cái tâm phiền não. Tức là dùng cái phương tiện để mà tẩy cái thân ô uế và cái tâm phiền não này trước. Cho nên lúc bây giờ đó, cũng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thí dụ một cái vị thiền tri thức đi lên trên núi Tuyết mà tìm bốn cái loại cỏ thuốc mà đem về để chữa cái bệnh mù mắt cho người ta này, là để tẩy độc cái này trước. Cho nên cái độc này phải tẩy trước, tâm ô uế, thân ô uế cái này phải làm cho sạch đi, thì bây giờ mới có thể đi vào cửa đạo được. Chứ còn bây giờ nữa mà mở cánh cửa bên trong của quý vị thấy gì, toàn là phân nhơ, phải không? Nhìn vô bụng mình thấy gì trong, nhìn vô bao tử mình thấy gì nữa. Mở cánh cửa vô trong thì hỏng rồi. Cho nên mở cánh cửa vô trong là phiền não. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thầy có một cái người bạn đồng tu mà rất thân, là ông Hòa Thượng Nhật mà thỉnh thoảng hay qua thăm thầy. Ông này đó là làm bạn với thầy trên 50 năm rồi. Tại vì ông này cũng tu, mà ông tu tịnh độ. Cho nên ông tu tịnh độ thì nói thì tu tịnh độ, nhưng mà mới gần đây nhất ông đem ông tặng cho thầy số chuỗi này này. Có ông đem tặng. Nhưng mà cái chính ông đó là cứ lo kinh doanh đó. Lo kinh doanh ông giàu lắm, tiền bạc nhiều lắm. Mà ông nói thầy một câu rất dễ thương. Ông nói ông á thì tiền bạc có thừa, nhưng mà sao lúc nào rồi ông cũng cảm thấy đau khổ. Còn thầy á thì không có gì hết, nhưng mà ung dung tự tại. Đây hồi lúc mà thầy đi học, thầy ở bên Nhật thì ông này nó là xuất thân từ con nhà giàu, đi tu mà từ con nhà giàu, thành ra quá đầy đủ, quá sung sướng. Ông là con út nữa, thành ra được nuông chiều nữa, cho nên ông này giàu có. Chỗ này là chỗ quan trọng. Cho nên từ cái chỗ này mà thầy mới nhận ra được cái đó. Nhiều tiền của không phải sung sướng đâu, quyền cao chức trọng không phải là sung sướng đâu. Cho nên giải thoát đó mới là tốt. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta này, người Phật tử thiệt ra đó, an lạc và giải thoát đó, nếu người nào mà có cái tâm cầu đạo này đó, thì mới thiệt là đi đúng con đường của Đức Phật. Tại vì giàu có, nhưng mà những người giàu có họ có sung sướng không? Họ có thời giờ rảnh bằng ta không? Đương nhiên có nhiều Phật tử giàu có lắm ấy, nhưng mà có thể đem cúng cho thầy một vài tỷ được nữa không? Nhưng mà vô đây ngồi nghe pháp được không? Tức là không vô được. Thôi ở nhà nghe. Ở nhà bây giờ nghe trên mạng được, nhưng mà có nghe không? Công việc nó bao vây chứ, hết cái này tới cái kia. Nên các Phật tử đây là sướng nhất rồi.
nghèo nhưng mà sướng nhất là được nghe pháp, được lại Phật. Thấy được cái chỗ này chúng ta chưa? Thì cái việc này đó, nhưng mà mở cánh cửa vô mà chúng ta thấy tối om toàn là đồ ô uế không đó, thì trí giả đại sư khuyên chúng ta nên tẩy cái đồ ô uế này trước. Tẩy cái đồ ô uế này trước đi, thì tự nhiên nó mới sáng lên thì mới thấy được, thấy được tâm ta. Tại vì chúng ta qua tới năm tầng: sắc quẩn, rồi thọ quẩn, rồi tưởng quẩn, rồi hành quẩn, thức quẩn. Tức là qua năm cái tầng mà gọi là ngăn che này, cái vô minh nó dày đặc như vậy. Cho nên phá được cái nào thì nó sáng lần chúng ta. Thành ra phần phá vô minh, phần chứng pháp thân, tức là chứng từng bước chúng ta vô, thì như vậy chúng ta tu nó có tiến bộ. Thì như vậy là chúng ta phải đi vào cánh cửa phương tiện. Cho nên đi vào cánh cửa phương tiện này chúng ta tu, tức là tất cả những cái điều căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta đó, mà chúng ta nhớ được, chúng ta làm được đó, thì chính cái điều này. Mà cái này chúng ta làm được mà chúng ta đòi đó, làm Phật ở trên là đồ mất dạy thiệt đó. Tức là chấp tay như thế này mà cũng không nhớ nữa mà đòi làm Phật, nghĩ rằng mình khôn, nghĩ rằng mình giỏi đó, thì cái này hỏng. Đây, trở lại cái thực tế là phải tẩy sạch cái này. Tẩy sạch cái này trước đó. Tẩy cái đồ của mình trước. Cho nên đó, cái thân này đó, ta gọi là nghiệp đó. Tại vì có nghiệp đó, chúng ta mới mang thân này vô. Thầy Nguyễn Du còn nói được câu mà đã mang lấy nghiệp vào thân phải không? Tại vì nghiệp, thân này là nghiệp thân. Cho nên lúc bây giờ đó, là chúng ta phải thấy được cái nghiệp và phải giải được cái nghiệp này, cái nghiệp của thân. Cho nên giải được cái nghiệp của thân á, thì cái thân này được giải thoát. Mà giải được cái nghiệp của tâm á, thì tâm được giải thoát. Cho nên thân và tâm, nhưng mà nói đủ ra là thân, miệng và tâm. Cái nào dễ ta giải quyết trước nó đi. Cho nên cái miệng ta ô uế quá đi, thành ra ta nói cái gì ra thiên hạ cũng không nghe, thiên hạ cũng không chấp nhận, thiên hạ cũng phản đối, cũng cãi hết. Mà ta cũng thích nói phải không? Thành ra ai có cái bệnh này nên tự chữa trước. Tức là tẩy cái này trước đi. Cái miệng anh thúi quá mà anh cứ anh nói toàn chuyện không nên phải không? Cho nên không nói. Thành ra Hòa Thượng Quỳ Hưng cái khi mà còn sanh tiền, Hòa Thượng tu nữa, Hòa Thượng lập nguyện là 3 năm không nói nữa. Đây là ông Hòa Thượng có học đàng hoàng, có tu đàng hoàng đó, nhưng mà làm thinh không nói gì hết nữa. Tức là ai hỏi gì cũng nói, giống như câm vậy không? Tập thử xem. Cho nên lời nói của chúng ta đó, chưa có giá trị thì chúng ta không nói. Thì ta chỉ nói với những người nào mà muốn nghe ta thôi chứ. Vì vậy đó mà người tu theo kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật biểu ta đừng có ham nói, và đừng có nói, hay để đó. Khi nào ta thành Phật rồi ta nói phải không? Đó là trên bước đường tu đó. Còn bây giờ chúng ta muốn nói đó, thì ta nói đây là lời của Phật. Nên thầy nói với quý vị là thầy nói đây là lời của Phật đây, trong kinh thầy học được đây, thì thầy chia sẻ với quý vị thôi, để cùng nhau mà tu hành. Đây là cái chính trên bước đường tu mình. Chứ không thì không nói. Nên trên bước đường tu, cái này dễ nhất á, thì chúng ta nên tập. Tại vì ngay như ở trong đạo tràng của mình đây, trong chùa mình đây, thầy nói thử trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ chúng ta ở chùa Uy Nghiêm này thôi, mà quý vị tập đừng nói gì hết được không? Thành ra cũng có người được mà có người không được. Thành ra có người được xuống đó ngồi yên cũng giống như thế này. Mà có người tệ hơn nữa đó, thì nhiều cái giảng đường đó, thầy thấy ngồi trong giảng đường rồi mà vẫn tiếp tục nói chuyện phải không?
Thôi nói chuyện ta ở nhà ta nói được rồi, phải đi vô đây nói làm chi. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta tập thử, cho nên tập thử ít nói đi. Cho nên bắt đầu chúng ta bước vô khỏi cái cổng chùa rồi đó, thì chúng ta tập làm thinh cho đến khi nào ta ra khỏi chùa thử xem. Tập thử, tập một nghiệp đó thôi. Cái này dễ nhất. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Tức là cái thùng phân chúng ta là chỗ đó đó. Cái đồ ô uế là cái chỗ đó, mà cái đồ mất dạy cũng là chỗ này. Cho nên đồ mất dạy, đồ ô uế đi chỗ khác đi. Hộ pháp Long Thiên đuổi ta đi chứ, làm sao người ta đi vào cửa Phật được. Cho nên khi mà Đức Phật ngồi tĩnh tọa, chư thiên ta xuống ta nghe pháp. Cho nên chư thiên xuống nghe pháp đó. Thì lúc bây giờ Ngài A Nan bước tới một cái đó là chư thiên họ bay lên hết. Cho nên Ngài A Nan nhìn thấy những cái tia sáng nó giọt lên không? Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật, sao có những cái hiện tượng lạ vậy? Thì nếu mà nói nặng lời theo cái vị thiền sư hồi nãy đó thì nói là độ quế phải không? Nhưng mà Đức Phật thì nói A Nan nói nhẹ hơn một chút. Nói là tại vì cái nghiệp của A Nan còn nặng quá cho nên các ngài không chịu nổi. Quý vị nghĩ không? Cái nghiệp nặng quá mà ngài A Nan mà nói nghiệp nặng á thì ta đây là gì? Không phải độ quế. Ta nên chư thiên chịu không nổi mà bay lên. Cái này là kinh Đại Thừa chúng ta, mà kinh Nguyên Thủy cũng nói vậy luôn. Mà cái chỗ này đó là gì? A Nan chỉ còn kẹt cái chỗ đó là cái tâm. Cái tâm của ngài đó là ngài muốn bảo vệ Đức Phật thôi. Nhưng mà vì cái tâm bảo vệ Đức Phật đó, mà có ai tới gần Đức Phật đó, thì ngài lo lắm. Tại vì thường ngoại đạo hay tìm cách sát hại. Cho nên tối ngày A Nan đâu có ngủ, ngài cứ đi từng vòng vòng thôi. Nhưng mà ngài tới gần Đức Phật cái là chư thiên bay lên. Tại chính cái tâm này đó, nó đụng chạm tới các vị chư thiên này mà họ chịu nó, họ giọt lên. Nên chỗ này đó, ở bên Nam Tông cũng vậy, Bắc Tông cũng vậy, nên ta gọi là lửa tam độc rồi này. Tại khi nào mình còn cái tâm tham lam, cái tâm bực tức và cái tâm si mê thì cái này gọi là lửa, lửa tam độc. Lửa này đáng sợ nhất. Còn ba cái này là không lên thiên đường được, chứ đừng nói chi về Phật nữa. Đó là trên bước đường tu nên cho nên nó tẩy cho sạch cái này. Ta đã tẩy cho sạch này gì vậy? Ngài A Nan chưa sạch cái chỗ này nữa. Do đó mà bảo là ngài chỉ chứng tới tam quả thôi, chứ chưa chứng quả là hán là chỗ này nữa. Tức là còn cái tâm dữ, mà cái tâm này không phải tâm xấu đâu nha. Mình còn cái tâm dữ của thì còn xấu nữa nghe. Xấu hơn nhiều lắm, dơ bẩn lắm. Đấy. Cho nên trên bước đường tu là cái chuyện này là cần nhất. Cho nên nó sử dụng bốn cái thứ thuốc mà của Đức Phật để lại cho chúng ta, người ta gọi là tứ thánh đế này, bốn cái loại thuốc này nữa là cái loại để mà tẩy cái thùng phân này nữa. Cải tạo cái thùng phân này, cải tạo cái thân này, cải tạo cái tâm này nữa, để chúng ta thành A La Hán trước rồi đó. Tại thành A La Hán rồi mới phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo được. Chưa đắc quả A La Hán tức là chưa có tư cách nói thì nói người ta cũng không nghe, mà người ta cũng không có tin đâu. Và đôi khi người ta chống lại nữa. Đó là trên bước đường tu. Thì gợi ý như vậy để cho tất cả các Phật tử chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta áp dụng trong cuộc sống tu của mình cho nó kết quả. Thì tuần sau này chúng ta học tiếp. Rồi đứng dậy để hồi hướng.